Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một tình huống giao thông nguy hiểm. Trong quá trình di chuyển do bất cẩn, tài xế xe máy đã mất lái lao thẳng vào đầu ô tô. May mắn sau va chạm, nam tài xế không nguy hiểm tính mạng. Trong đoạn clip được chia sẻ lên hội nhóm Facebook về giao thông, sau khi bị xe máy tông trúng, đầu ô tô bị vỡ một phần, lực văng mạnh khiến tài xế xe máy văng vào lề đường, va chạm với giải phân cách. Từ hình ảnh cho thấy, quá trình vào cua tài xế xe máy đã không giảm tốc độ. Phát hiện chiếc xe ô tô đi ngược chiều, người này đã hoảng loạn, dẫn đến mất lái. Người dân sinh sống gần khu vực sau đó đã tới giúp đỡ người bị nạn. Hiện chưa rõ địa điểm xảy ra vụ việc, tuy nhiên đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm từ người dùng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng tài xế ô tô cũng có phần lỗi khi di chuyển lấn làn tại phần đường ngược chiều. Trong khi đó, tài xế xe máy ôm cua không giảm tốc độ, dẫn đến xe trượt sang phần đường ngược lại, va chạm với xe ô tô.